bởi vì chúng ta đã nói đến bên phía của Ranić là một cái đội hình mà cần phải có sát thương khu vực trường chơi dành cho Rasko, và nếu như đội hình này gắn vô bên phía của Ajax là cực kỳ hợp. Nhưng cao tay hơn rồi, đến từ bên phía của Real cướp vị tướng này, quét ngược trở lại đã ép cho Rasko phải đánh con tướng Zack, một vị tướng mà phần nào đó cũng phải phụ thuộc vào kỹ năng của người chơi rất là nhiều. Những kèo va chạm ở khu vực trên đã được hình thành ở trong cái ván thi đấu này, đối trọng đánh giao tranh và trao đổi chiêu thức nó sẽ là nhiều hơn so với lại Casante và Manfi ở trong cái ván thi đấu đầu tiên. Thật ra ở thời điểm hiện tại, cảm giác bên phía Cudron họ đã khá là hài lòng với lại cái lớp này của mình có khả năng phối hợp với nhau. Nhưng trong giai đoạn vừa qua thì bên phía Cudron ở ván thi đấu đầu tiên họ đã thể hiện cái sự gắn kết ở trong những tình huống giao tranh tổng. Đó thật sự là cái bước tiến rất là lớn dành cho những chú rồng xanh, điều mà họ không làm được ở trong những tuần thi đấu vừa qua. Và liệu rằng họ có được lợi thế với cái lớp này của mình ở trong ván thi đấu thứ hai để có thể kết thúc kèo thi đấu B3 này với tỷ số 2-0 hay không đây? Một tình huống nổ hỏa kinh mantra tốt đến từ bên phía của Caris, phần nào đó ép cho Kehoe phải về nhà hồi phục sớm. Những bước chuyển đến từ cả hai đội nó cũng sẽ mang tính quyết định khá cao. Những con bắt cũng là thứ mà tôi đang muốn xem là bên nào sẽ là bên có được một cái thế thượng phong hơn về nguồn ánh sáng. Và những bước chuyển, Morgan thấy được Rasko, và có lẽ như Rasko cũng đang không có ý định là đánh nhau. Nhưng Spawn hình như là đang di chuyển liên tục, cắm một con mắt ngay khu vực bãi sói. Morgan muốn bổ mấy cái giao lưu hôn, đang suy nghĩ. Spawn là người có để trước, bổ một khá là ổn. Và lượng máu của Spawn, thật ra đây là lượng máu của ta có thể đi đường tiếp, ta không hề lo sợ. Nhưng có một thứ mà anh ta đang để lại, đó là một con mắt khá chất lượng ngay khu vực bãi sói. Việc không giải quyết lính như thế này nó lại gián tiếp không giúp cho anh ta có thể di chuyển và hỗ trợ trong việc phá rối đối thủ bên kia. Kehoe đang quăng những cục đá nhưng nó không trúng ai cả. Còn trong khi đó thì ba con sâu hư không này đang được tác động vật lý khá nặng đến từ Spawn, và Morgan cuối cùng cũng phải đi về rồi. Trước đó thì Morgan cũng đã để làm con mắt vào khu vực sát bãi sâu, nó khiến cho cái pha ăn sâu vừa rồi thật ra cũng nằm ở trong tầm kiểm soát đến từ bên phía Cudron. Nhưng quan trọng là cái thế không cho phép họ di chuyển ra cạnh tranh. Chúng ta đang có một cái phương án đáp trả ngập tức dành cho bên phía Cudron bằng việc tấn công vào con rồng nguyên tố đầu tiên ở cánh dưới. Anh ta tạm thời chưa khai thác bãi chim hai, chưa khai thác sói quân phía đối phương, mà thay vào đó đang có ý định để có thể kiểm soát mục tiêu. Spawn đang chậm vùng đường nặng lắm nha. Từ nãy giờ tôi thấy là cái lượng chỉ số của anh ta vẫn đang chưa ở một cái ngưỡng gọi là có thể gật đầu chấp nhận được trong tư thế đang bị thua như thế này. Thì chắc chắn là Spawn sẽ cần phải nỗ lực nhiều hơn nữa, và chưa kể đến những cái đồng đội của anh ta cũng sẽ cần phải nỗ lực hơn nữa để có thể ít nhất là bạn tạo ra những khoảng trống giúp cho cái nguồn ánh sáng của Inferno Dragoness nó chất lượng, khiến cho Gidon phía bên kia cũng sẽ hạn chế trong những tình huống di chuyển cắm thêm vài con mắt và lại cản trở cái bước đường farm đến từ Spawn ở trong giai đoạn hiện tại. Đang trong tư thế sẵn sàng để đánh nhau ở trong giai đoạn tiếp theo, Rasko lên cấp độ 8. Anh ta đánh vô cùng hổ báo, anh ta phải nhảy để bỏ chạy những cú bổ tiếp theo đó mọi người, sau khi bị dính cái cú W. Lính đang chờ đợi được đẩy vào, và Gidon muốn băng trụ. Sự đanh thép của anh ta là có, anh ta sẵn sàng cho cú đánh nhau này. Liệu Spawn có được thông tin chưa? Spawn không có thông tin, và anh ta đang cố gắng chăm chỉ khu vực nửa bãi chim. Vẫn đang hơi suy nghĩ đến từ Gidon. Một là đánh, hai là bấm B về. Và anh ta đang có một sự dứt khoát vô cùng cao, đó là bấm B. Không, anh ta không có sự dứt khoát vô cùng cao. Sự dứt khoát của ta vô cùng thấp. Và anh ta vẫn đang suy nghĩ, tóc biến lên bổ qua. Một cú chỏ, ngay tức Rasko sử dụng cú phản đòn của mình. Và Gidon vẫn đang suy nghĩ. Gidon đang suy nghĩ rất kỹ. Mình đánh ông ta, mình nên đánh không? Đây rồi. Cuối cùng thì sự dứt khoát của Gidon cũng đã có. Rasko đang bị đưa vào trong tư thế khó. Gidon nhí theo để có thể hỗ trợ. Một cú hút khá thành công. Chờ đợi cú bổ ba có trừng phạt để lấy được bàn hỗ trợ. Chiến công đầu đã có dành cho Morgan. Nhưng với việc nếu như sở hữu được những con sâu như thế này sẽ giúp cho bên phía Ragnaros có khả năng tấn công trụ vô cùng mạnh mẽ. Và Rasko sau tình huống nằm xuống nó không xong thì anh ta vẫn đang có dấu hiệu là chưa thể nào có được món trang bị mới. Anh ta vẫn phải đợi thêm một khoảng thời gian nữa để có thể gia tăng thêm chỉ số farm của mình. Còn trong khi đấy thì Gidon có thể bị kẹt lại. Và Rasko lập tức nhảy vào sử dụng phản công và khiến cho Gidon mất một lượng máu khá khá, gõ được vài thông nổ. Và sẽ là 6 con sâu hư không dành với Dragoness. Sẽ có cơ hội để có thể tận dụng với những mẫu chất tướng đầy lẻ tốt như là Zack của Rasko ở thời điểm hiện tại. Mặc dù anh ta mới bị tấn công ở khu vực trên một nhịp, nhưng anh ta vẫn đang đảm bảo cái chỉ số farm tốt của mình. 6 con sâu hư không đang phát huy được cái tác dụng của nó khá là lớn, và từ đó giúp cho bên phía của Dragoness tự tin rằng là nửa cánh trên đang chơi rất tốt. Nhưng nửa cánh dưới thì sao? Bên phía Ryan từ nãy giờ đang farm khá là cháy. Rasko bật luôn chiêu cuối chưa? Vẫn đang suy nghĩ khá kỹ, đã bật chiêu cuối, đang ép Morgan phải sử dụng chiêu cuối. Đây là trao đổi chiêu thức, một bổ không thành công, bổ hai không thành công, nhưng nếu như bổ ba trúng là Morgan apply. Chỉ cần cứu bổ ba trúng của Morgan, Morgan đang suy nghĩ, khu vực nữ dưới đang có dấu hiệu đánh nhau, Caris bị kẹt lại, anh ta sử dụng sợi dây của mình tóc biến tức để bỏ chạy đi ngay lập tức. Bola băng được quăng vào người Spawn, và Spawn đang nỗ lực để hỗ trợ để cho Kehoe liên tục phi đá vào người của Caris. Caris đang cố gắng bỏ chạy rồng đã được ăn trước đó, và con rồng ở linh hồn ván thi đấu này sẽ là một con rồng đất thì phải. Rồi, họ muốn nhảy vào không? Spawn đang suy nghĩ nhỉ. Một cú dịch chuyển được bật và Bola băng đã trúng. Ui mày thế, ui mén nửa pha vào mặt tôi. Và người đang phải bỏ chạy là Spawn. Spawn đang cố gắng để có thể thoát đi. Đó là cú bổ ba có thiêu đốt được bộ trước đó, nhưng Spawn vẫn đang thở được. Phía bên này hất về được khá hay. Morgan sắp sửa sẽ phải nằm xuống, mặc dù cố gắng bổ không thành công. Và Dragoness họ vẫn kịp dứt điểm trước khi mà Spawn gặp phải một sự nguy hiểm gì cao hơn nữa.
Đó là một chiêu cuối vẫn rất tốt đến từ bên phía của Spongy với công bài Poppy của anh ta đẩy được Sejuani của Gildon ra khỏi khu vực hàng sứ giả. Và đơn giản là trừng phạt mà thôi, thậm chí là anh ta rút về với một chấm máu, lấy luôn cả phép hỗ trợ thiêu đốt đến từ Bolu và câu luôn cả một tình huống áp sát của Morgan. Và cảm giác như là những người đồng đội đến từ Morgan không đóng góp được quá nhiều ở trong tình huống bật ngược trở lại. Hơi cực cho Morgan, nhờ ván này Morgan hơi còng lưng một tí xíu. Nhưng bây giờ Morgan còn phải còng hơn nữa khi bị đối thủ gõ lưng liên tục. Phản công đã được bật lên, đang gõ không hề ngừng nghỉ. Morgan này gặp quá nhiều vấn đề, đang bị đánh từ nhà tới trường. Bổ một thành công, bổ hai ác chưa kìa. Bổ ba đâu. Bổ ba và lấy tóc biển. Đó là tình huống cầu kéo rất tốt. Khu vực đường dưới cũng đang có pha va chạm. Quăng địa chở ngất tung Bolu và Bolu sẽ phải nằm trước tình huống gây sát thương rất lớn từ Spawn. Khu vực đường trên thật sự Morgan đang tỏa sáng, nhưng nửa cánh dưới đang có rất nhiều những ánh đèn bị phá vỡ đến từ phía của Dragon S. Bola băng được quăng ra giữ chân được một thành viên, nhưng nó chưa đủ lực để khiến cho phía Dragon S phải nằm xuống bất cứ một thành viên nào đó. Tôi đang thấy một Sejuani đứng từ tuyến đằng sau và Rasko. Anh ta không bị dính W, Morgan và W vào lính, nhưng anh ta đang bật chế độ có cánh lên, đang chém liên tục vào người của Rasko. Rasko đang sử dụng cú phản công nhảy vào lính, dịch chuyển là ai đây? Bolan quăng ra đã chọn đúng người. Talia bổ ba tóc bí rồi bỏ chạy. Rasko bị kẹt lại, quăng địa chấn hất tung được về bên trong tấm thảm bất ổn. Nhưng kia hồ liệu cứu được Rasko hay không đây? Tôi cảm giác là hơi khó để cứu Rasko. Rasko đang bị vòng vây đối phương quá nhiều đi, sử dụng cú phản công nhưng không ai phản công nổi cả, còn bị đồng đội phản bội. Và kia hồ đang cố gắng bỏ chạy, bò hút nghiền nát combo rất hay đẩy Envy về với bàn đếm số. Tóc biến là sử dụng xe xích vào người của đối thủ. Karis đã bị kẹt là một khoảng thời gian khá là lâu. Beleta đang là người bị hất tung lên hay chăng đầy mặt rất là xấu bụng đã hất tung Morgan né được ra khỏi tấm thảm bất ổn cũng như là quan địa chấn. Beleta đã bị tấn công, Beleta đã bị chửi chân lại, Beleta đã phải nằm xuống. Bo đang di chuyển tới Bolu ngay lập tức hất tung kia vô lên nhưng không phải hỗ trợ thêm. Morgan sắp sửa bị nằm xuống rồi, sao là người chết điểm được. Teddy và đã bắn không hề ngừng nghỉ, một hit bắn nữa mang cho Teddy và Dragon S lật ngược vào thành thành công. Đồng ý, đây cũng là giai đoạn mà hai bên đều cũng sẵn sàng va vào nhau rồi. Ba mấy giây nữa thôi, trang bị đến từ hai bên đã sẵn sàng đánh nhau. Tôi cảm giác Envy thật ra cũng chưa sẵn sàng lắm nha, anh ta đang cần thêm một khoảng thời gian nữa, nhưng đã còn vài chục giây nữa thì hơi khó. Họ cần phải có một pha bắt lẻ để ít nhất là tạo được cái thế đông người hơn, nhưng quá khó. Spawn đang đứng để che và Bleta cũng tương tự vậy. Và chưa kể đến Keiho trong giai đoạn này cũng đang có mặt đó chạy sống. Tôi đã thấy là Rosco ở phía bên phải sẵn sàng thu được tấn công qua địa chế và không trúng, và ngay lập tức bên phía Brian đang cần phải lùi ra tí xíu. Họ đang là đội có được những nguồn sáng vô cùng chất lượng bên trong khu vực bờ sông này. Một cú trượng lấy lượng máu khá lớn, Keiho đang đợi. Bo đã bị dính bo la băng ngay lập tức, anh ta bị hất tung một khoảng thời gian vô cùng lâu mà nó sẽ được bật ra. Rosco đang bị cản bổ một bổ hai khá là hay. Lulu đã sử dụng chiêu cuối để bỏ chạy khi đông lướt ở phía bên trái và anh ta thoát đi được ngay lập tức. Brian họ đang muốn tràn vào khu vực hang rồng hay chăng là họ đang suy nghĩ đến câu chuyện hang rồng. Bolu không còn nhiều máu lắm, Rasko đang canh cơ hội. Morgan bổ không trúng, Weaver trúng hai thành viên rất hay đến từ Teddy và Teddy cũng đang gây một vài sự khó chịu nhẹ. Bolu đang cần phải lùi ra. Con rồng Dragonese đang nhắm tới với lượng máu nhiều hơn. Rasko đang đứng đợi, Envy bất lực, coi như con rồng này là dành trên phía của Dragonese rồi. Một pha giao tranh mà không ai phải nằm xuống cả, nhưng có những người chơi phải trở về cái lặng lượng máu thấp và bắt buộc phải về đến từ bên phía của Rion. Khả năng câu rìa máu, khả năng nhấp nhả và khả năng cover tốt vừa rồi đến từ Bleta được thể hiện. Envy đang bị một vấn đề là anh ta đang không có dầu mà đồ cần nó lại mắc quá. Nó khiến cho Envy trong giai đoạn hiện tại vẫn chưa thể nào có được những cái ngưỡng trang bị chất lượng. Bola băng né rất là dẻo, nhưng Teddy đã bị dính cái sợi xích và anh ta ngay lập tức cũng đập sợi xích ngược lại đối thủ bên kia. Tóc biến rồi bỏ chạy kết hợp với cùng gây cú thanh tẩy và Spawn đang nhảy vào hỗ trợ Bleta sử dụng combo bổ nghiền nát. Và tôi đang thấy Morgan bật hai cánh lên rồi ta bổ vào Bleta phía bên này. Cú phản công để hỗ trợ rồi tóc biến nó bỏ chạy đến Spawn. Sợi dây nó vẫn đang lưu luyến lại một cú chữ khá thành công. Rasko bị kẹt lại bởi rất nhiều thành viên. Bộ hai đã trúng và chờ đợi cú bổ ba. Envy có được đầu tiên một cú nhảy vào để hỗ trợ và Spawn đã bị kẹt lại. Spawn đã cần phải lùi ra. Gồng Quy trúng vào người ghi đồng ngay lập tức bên phía Dragon đang cần phải tìm mọi cách để có thể tránh trường hợp mình sẽ bị tấn công tiếp. Còn bên phía Brian, họ không có quyết định là di chuyển vào cuộc hang Baron. Họ đang suy nghĩ đến chuyện đó đấy chứ. Họ đang bắt đầu cân nhắc đến câu chuyện đó khi đã không còn sự góp mặt của Rasko nữa. Kỹ năng quy trúng với người Karis, mặt đất chạy sau được bục ra và ngay lập tức các thành viên của Dragon họ đang tràn vào để có thể tấn công. Ghi đông đã có trừng phạt cho nên không có gì có thể cản các thành viên của Brian sở hữu được con Baron này cả. Nhưng liệu họ có gặp vấn đề về việc nằm xuống trước cái lượng sát thương còn lại được tạo ra đến từ bên phía của Dragon hay không đây? Tóc biến lên cơ bộ bổ nghiền nát, quan địa chấn né được khá hay. Leta bị kẹt lại, Morgan đã tới bọc hậu, ta bổ một thành công và ta ngay lập tức có một cú trưởng để giúp cho bản thân của mình có được mạng. Và Kiho đang bị cản chân lại, ta bị dính W, ta bị dính cả cú bổ ba, ta bị tấn công quá mạnh mẽ, tiếp tục mạng và Kiho này đã dành cho Morgan. Tiếp theo đó là Teddy và Envy đưa người của nó vào cung 86 cho Brian. Sau đó Leta lại chủ động mở ta. Đó là tình huống mà anh ta nên nhấp nhả cùng với lại những người đồng đội của mình, bởi vì bên phía của Ron đang có lợi thế về mặt nhân sự và đội tuyển muốn ép giao tranh là Brian. Bỗng nhiên Leta lại sử dụng combo bổ hút nghiền nát và tự đặt mình vào cái thế khó. Lượng máu của anh ta đã thấp
và những người đồng đội của anh ta phải bị kéo theo một tình huống giao tranh đó. 4-5 cực kỳ khó khăn, và rõ ràng là bên phía của Radix không đủ nguồn lực. Tình huống ép vừa rồi đến từ bên phía của Ron, có bù lại Baron, bên phía của Ron như hổ mọc thêm cánh. Bleta lại nhảy vào và băng trúng người sponsor, anh đang bật cái không thể lay chuyển cản được khá nhiều thứ, nhưng Bleta một lần nữa lại ghi điểm trên phía của Brian Morgan đang bật chế độ có cánh lên. Bổ một khá là ổn, bổ hai cũng đã trúng, bổ ba đã chờ sẵn, có sứ giải quyết được thể hỗ trợ Bolu đã bị kẹt lại. Tức Rascal sử dụng cú phản công của mình đó, có thêm cả kỹ năng nghe đến từ con virus nữa. W đã trúng với người spawn và spawn ngay tức lùi về rồng. Brian đang nỗ lực để có thể sở hữu được con rồng linh hồn của ván thi đấu này, linh hồn rồng đất. Quá ngon, một nguồn sức mạnh lớn dành cho bên phía Kuron với một cái sức mạnh đến từ linh hồn rồng đất như thế này. Và ván thi đấu này nữa thì Envy cũng lên đồ khác rồi. Không phải là một món trang bị huyết kiếm, nó không có quá nhiều tác dụng cho ván thi đấu đầu tiên nữa. Thay vào đó là vô cực kiếm để có thể tối ưu hóa cái lượng của mình ở trong những tình huống giao tranh. Rồi, hình thành nên cho mình đó sức mạnh linh hồn động đất rồi. Bùa lợi Baron bây giờ vẫn sẽ được phát huy bằng đợt lính được đẩy ở cả đường dưới và cả đường giữa nữa. Cơ hội dành cho bên phía của Baron bây giờ đang cao hơn rất nhiều, và tỷ lệ thắng của họ cũng đang cao hơn rất nhiều dựa trên linh hồn động đất. Chỉ có những cú quăng game nó nặng quá thì chúng ta mới thấy là Baron gặp khó khăn thôi. Còn tạm thời trong khoảng thời gian này với một đội hình không có cái một lá chắn ở mức độ cứng cấp quá ở phía trước thì bên phía Baron sẽ tương đối là dễ chơi. Pha thi đấu này chúng ta có thể thấy sức mạnh chống chịu đến từ Shizune của Giron vẫn sẽ được phát huy. Anh ta bị dồn đam nhưng mà gần như là không bị tụt máu trong pha thi đấu này. Ngược trở lại, Bleta chỉ là một con hứng hỗ trợ trong đội hình đến từ bên phía của Ranis mà thôi. Morgan hoàn toàn có thể tiêu diệt được Kiho nếu Kiho không có sự hỗ trợ đến từ Spongy ở phía sau với sứ giả phán quyết. Nhưng quan trọng hơn nữa là bên phía của Giron cũng hài lòng với một điểm hạ gục và có được sức mạnh đến từ linh hồn rồng đất. Và cái phép màu để có được trụ thật ra không cần tới, họ chỉ cần sử dụng tay của mình là được. Mặt đất dậy sóng để chờ sẵn một cú dịch chuyển từ Rascal đang chờ đợi sẵn. Spawn đang di chuyển tới mặt đất dậy sóng, hất tung được khá hay, Cardis bị kẹt lại, tóc biến thoát khỏi cú quăng địa chấn. Spawn mất quá nhiều mẫu chưa cuối đến Envy được bật trước đó và bắn vô cùng lực. Rascal đang di chuyển tới cú phản đòn của mình, xin lỗi là cú phản công, và Bleta phía bên này đang cố gắng hỗ trợ đồng đội của mình. Rascal bị cản lại, xích đẩy hai người nhưng Envy vẫn đang được bắn. Envy bắn vô cùng lực, Rascal đang phải bỏ chạy, anh ta được bắn liên tục đến từ cái khả năng gây sát thương từ Envy. Và bên phía Brian họ đang nỗ lực để có được cái công trình khu vực trên, tạm thời họ sẽ có được dựa trên nhân sự đông hơn. Nước chảy đá mòn mà thôi, những đợt lính liên tiếp được tiếp cận thì đây sẽ là cái cơ hội để có thể lấy trụ và sau đó tấn công người trở lại. Và Spawn bị kẹt lại, combo vào, hất tung lên, mặt đất là sóng bung ra. Envy phía bên trái vẫn đang nỗ lực để gây sát thương, người đang gặp vấn đề đó là Karis, và Karis đã phải nằm xuống, Karis đã phải bỏ chạy rồi. Envy vẫn đang có được một khả năng chống chịu tốt nhưng thiếu một người để có thể đồng hành cùng mình trong cái sát thương thì cũng khó dành cho người chơi xạ thủ bên phía Brian lắm. Ngài đâu? Ngài đang từ tiếng sau chờ đợi cho khả năng tấn công của mình ở mức độ thượng thừa, đang di chuyển tới với tốc độ cũng khá là ổn đấy chứ không phải là không đâu. Baron, liệu Dragonist muốn hướng đâu một khang Baron chăng? Đây họ vẫn đang suy nghĩ và đang cân nhắc tới câu chuyện đó, vẫn đang đợi. Envy vẫn có thể bắn được, khả năng chắc người vẫn có thể có được, nhưng nó đòi hỏi rất nhiều khả năng di chuyển. Bobby nằm trong tay của Spawn cũng đang sẵn sàng quay trở lại nhưng đang không có phong, đang có cái không thể xem là bạn là cái sứ giả phán quyết cho nên chưa thể nào chơi được. Họ vẫn đang khá là suy nghĩ. Lúc này thì bên phía Kuron cũng đang nhấp nhả mà thôi, họ chờ đợi cho đường giữ của mình hồi sinh và sau đó quay ngược trở lại với phép rồi dịch chuyển thì họ mới có được áp lực ở xung quanh khu vực hang Baron. Pha thi đấu vừa rồi thì Kiho cũng đã để lại cái dấu ấn với cú quăng địa chấn tương đối là chất lượng để có thể nhắm vào đường giữ của bên phía Baron. Nhưng liệu rằng mục tiêu có được kiểm soát tốt hay không đây? Radex đang bị thiếu hụt về mặt tầm nhìn và họ bắt buộc phải buông bỏ Baron 2. Muốn vào đồng không ta? Bên phía Dragonist thật ra đang nghĩ tới con đồng. Tôi thấy cái dịch chuyển từ Rascal còn cho nên anh ta sẽ bấm B về có thêm trang bị để có thể dịch chuyển ra trở lại và đặt quyết tâm vào khu vực hang đồng. Nhưng xu một cái là Varus sắc lực, tốc độ ăn rồng phải nói cực kỳ chậm. Nó quá chậm khi đồng đang di chuyển vào Kiho để bị kẹt lại. Tuyến đằng sau là Morgan. Morgan thấy được Teddy bổ một khá thành công và chém thường cái bộ hai, lấy được tóc biến của Teddy. Teddy đang gắn phát đi chứ có quá nhiều người nhắm vào người của ta. Kiho bị kẹt lại B2, thành viên của đối thủ Karis đang liên tục quăng kỹ năng vào người và không cho Kiho cơ hội nào để chạy. Rascal bị kẹt lại B2, thành viên tiếp theo của đối thủ nữa. Bổ một thành công, chém thường thành công. Morgan cần thêm cú bổ nữa để có thêm được một vài lượng sát thương. Bolu nhảy vào cản Rascal và nghe tức Rascal đang cần phải thoát đi nhưng hơi khó. Gidon tiếp tục dí. Ủa, tại sao Gidon đứng đây? Chạy ra chỗ con rồng đi chứ nhờ. Gidon vẫn đang muốn để lại khá nhiều sự lưu luyến, người ta đang nỗ lực để cản lại Rascal. Rascal vẫn đang bị cản lại một khoảng gian khá lâu và Gidon cũng đang tương tự đó, và Rascal đang hồi lại máu và ta đang tiếp tục gõ, ta bị hất tung lên, ta đang tiếp tục bị gõ, ta sử dụng cú phản công của mình, ta đang cố gắng giữ chân được hai thành viên. Gidon đang sẵn sàng quay trở lại tấn công. Dạ thì người đó hơi máu nhiều quá. Quả là lực đi. Gidon làm cái trò gì thế nhờ? Con rồng kia ông nội ơi. Và đây rồi, cơ hội. À không, Gidon mất cơ hội. Gidon ơi. Con rồng kìa Gidon ơi. Con rồng kìa ông nội ơi. Đây rồi, phía bên này thì sao đây? Spawn đã bị cản lại. Còn một con lính. Đây còn rồi, con lính để có thể lấy trụ. Rascal đã đâm. Cuối cùng thì Gidon cũng đã hoàn thành được nhiệm vụ của mình. Chiến thắng dành cho bên phía Brian ở trong ván thi đấu thứ hai này.
vẫn có một con lính còn lại cho mình, đó 100 máu đến từ bên phía của Real để có thể giảm cái cầu nhà chính của Vera đến ở trong cái quyết định vừa rồi. Và đó là quyết định mà chúng ta có thể thấy rằng thành công dành cho bên phía của Real để có thể kết thúc bảng thi đấu thứ hai này. Vừa qua thì các bạn cũng có thể thấy cái khả năng câu kéo đến từ một con rắn kích hoạt nội tại liên tiếp đến từ cái giáo thiên ly, nó hồi phục cái lượng máu khá là tốt dành cho bên phía của Rascal.